Cây này cây kim quýt nha bạn. Mình để mấy cái tược này xum xê nè. Cây này mấy bạn về tỉa lại là lá nó xanh rất là đậm nha. Cây này sung mãn lắm. Cây này cái hoành cái gốc. Cái gốc chỗ này thì khoảng khúc này khoảng 20 mấy thôi, 23 24 vậy thôi. Còn những cái cụm gốc thì 20 không tới 30 quá. Nhưng mà đo sát gốc thì mới được. Gần 30 chứ không tới đâu. Cái này cắn cái rễ bên kia. Cây này cái đế đẹp các bạn. Cái này nằm trong cái chậu nặng quá, mình không có bỏ lên bàn xay mình xay được đâu nha mấy bạn. So sánh với cái chai number one này, cái này chiều cao nó 1 2, chiều cao nó khoảng 47 thôi, 46 47 thôi. Cái này khoảng 46 47 thôi nha mấy bạn. Còn cái bộ tàn nó đi coi, còn 2 tàn nó bị ngang khoảng 66 thôi. Sành hình nha mấy bạn. Cái này sành âm à. Cái này nó đang có trái lắm. À dạ, thôi gầy đâm, gầy đâm rồi. Qua nó có mấy trái rồi đây nè. Chín nó màu đỏ đỏ vậy nè mấy bạn. Cái này nó chưa chín, nó hơi màu cam cam. Nó chín đậm là nó sang màu đỏ. Đỏ rồi nó chuyển sang màu đỏ đậm rồi nó rụng. Cây này thì về trái là khỏi nói rồi. Tay cành này làm cũng lâu rồi nha các bạn. Nó bự cỡ cái chốt cành ở tầm bự ngón tay cái thôi, sát tới đây nè. Cỡ ngón tay cái luôn. Cái này nè. Chốt ngọn cũng vậy, cỡ ngón tay cái. Làm này cũng mấy năm á. Bộ tàn là cũng mấy năm á chứ không ít đâu nha các bạn. Còn những cây phôi là những cái gốc phôi này là nếu mà trồng hồi xưa tôi có trồng cây quýt, nếu gốc phôi này là khoảng 7-8 năm à. Chưa mất đâu. Chưa mất đâu nha các bạn. Kim quýt nha các bạn.